Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu ở Phong Lan. Hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2018, ngày mới, cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Ác hẳn là hôm qua là một nửa thế giới của chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, và cũng bên cạnh đấy thì tất cả các anh đàn ông thì chắc là cũng không ai quên nhiệm vụ, bởi vì hôm qua là một ngày rất là đặc biệt. Hôm qua gia đình chúng em cũng tổ chức cái ngày lễ 20 tháng 10 cho chị em phụ nữ rất là vui và rất là ấm áp. Hôm nay thì em xin phép được giao lưu với toàn thể cô chú anh chị các bạn một số giống chủng loại hoa phong lan rừng. Và đặc biệt thì em sẽ bán theo các loại phong lan này, địa lan này, lan kiếm này, lan hài này và thân thòng. Các loại 56 loại lan thuần gì đấy. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung, em sống tại tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại để liên lạc với mô hình chúng em là số điện thoại 0868 376 205. Em xin phép được đọc lại, số điện thoại của em là 0868 376 205. Ngoài ra thì em còn treo thêm hai số điện thoại nữa ở trên bài để cho cô chú anh chị các bạn tiện liên lạc với mô hình của chúng em, shop của chúng em, để cùng giao lưu, cùng trao đổi tất cả các loại giống hoa phong lan rừng ạ. Thế thì trong tuần vừa rồi thì ở trên phía Bắc chúng em mưa rất là nhiều, nên là hàng kg chúng em lại đợt này không có hàng. Và cái thứ hai nữa thì trời nắng thì người dân bản lại đi gặt, nên là đang mùa vụ nên là không có hàng kg để bán. Chính vì vậy rằng là chúng em sẽ giao lưu với toàn thể cô chú anh chị các bạn rất là nhiều giống chủng loại hoa phong lan rừng thuần nhé. Đấy thì để cho cô chú tiện theo dõi thì sau đây thì em sẽ xin phép được vào giới thiệu từng loại phong lan và từng chủng loại lan phong lan mà chúng em hôm nay muốn giao lưu với cô chú anh chị các bạn luôn ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu mọi người là giống địa lan. Địa lan đây là địa lan mạc quân tử, hay còn gọi là địa lan mạc xuân. Loại này nở hoa vào Tết. Và chúng em cũng có khá là nhiều. Chúng em chỉ mang ra để ra ngoài này để quay 5 chậu mẫu. Hàng mẫu của chúng em. Đây. Một chậu của nó có tầm khoảng 20 thân. Dưới 20 thân. Nó rất là đẹp. Loại này thì rất là dễ trồng và cho hoa ở khắp mọi miền Tổ quốc luôn nhé. Giá em bán một chậu này là chúng em chỉ bán 350.000 một chậu. Hàng thuần nhé. Và chúng em cũng khá là dễ đóng và khá là dễ vận chuyển. Đấy, nên là cô chú anh chị các bạn ở trong Nam, ngoài Bắc đều có thể, là chúng em đều có thể ship hàng được. Em xin báo lại giá của địa lan, dòng địa lan là 350.000 một chậu. Tiếp theo, cái dòng thứ hai em muốn giới thiệu với mọi người là cái dòng lan kiếm. Lan kiếm gia đình chúng em cũng trồng thuần được khá là nhiều. Chính vì vậy rằng là chúng em có đủ hàng để giao lưu với toàn thể cô chú anh chị các bạn nhé. Đây là những giò lan kiếm mà chúng em đã trồng thuần. Đấy. Lan kiếm là một trong những loại lan dễ trồng nhất và cho hoa xa nhất. Dòng lan kiếm này thì nở hoa từ tháng 3 đến tháng 10 dương lịch. Và đây là gọi là kiếm lô hội. Đấy, kiếm lô hội lá ngắn. Bản lá rất là dày. Và loại này sẽ thường cho hoa cánh bầu và hoa sai bông rất là to. Đấy. Hôm nay em cũng mang mẫu xuống giao lưu với cô chú anh chị các bạn, có 5 giò nhé. Đây, rất là đẹp ạ. Và giá em bán như phiên hôm qua, em bán giá 220.000 một chậu. Lan kiếm này cô chú anh chị các bạn có thể treo ở khắp mọi môi trường. Có thể là cho treo ra nắng 100%, có thể là treo trên ban công tầng 2, tầng 3, tầng 5 đều được cả. Đấy, rất là dễ trồng nhé và rất là dễ sống. Đây, một chậu 220.000 này cô chú anh chị các bạn chỉ mang về treo thôi và năm sau thưởng hoa thôi nhá. Đấy. Đây là một dòng lan nữa, là dòng lan thanh đạm. Nó nằm trong cái chi hoàng thảo nhé. Nó nằm trong cái chi lan hoàng thảo. Đây là một loại thanh đạm rất là nổi tiếng của Việt Nam, là thanh đạm sữa. Loại này nở hoa vào tháng 2, tháng 3 dương lịch. Đấy, hoa màu trắng sữa rất là đẹp. Rất là đẹp. Đấy, và một giò to như thế này thì nó sẽ ra từ 15 đến 20 vòi hoa.
Và những cái riêng những dòng thanh đạm này gia đình chúng em đã trồng thuần 3 năm rồi. Đấy, cô chú anh chị các bạn cũng rất là yên tâm và thoải mái khi mà mua cây lan này về trồng, về treo ở trong nhà. Và thanh đạm này em chúng em bán giá cũng rất là rẻ, em bán giá 280.000 một chậu này thôi. 280.000 một chậu này. Đấy, và gia đình chúng em hôm nay chỉ có 3 chậu duy nhất thôi. Đấy. Đấy, em quay các hướng cho mọi người xem nhé. Nó tròn rất là đẹp. Dòng lan tiếp theo em giới thiệu với cô chú anh chị các bạn là dòng lan hài. Lan hài gia đình chúng em chỉ có trồng được thuần duy nhất là lan hài râu. Còn các loại lan hài khác thì chúng em không trồng, và cũng có trồng thì trồng rất là ít, để gọi là sưu tầm để chơi thôi. Bởi vì dòng lan hài thì rất là khó thuần. Hài râu này thì em bán giá 250.000 một chậu, và phiên năm em có 3 chậu. Mỗi chậu của nó có tầm khoảng trên dưới 10 thân. 10 thân là 10 củ đấy. Đấy. Đây, và những cái củ của nó đang đương thời phát triển rất là sung đây. Em chỉ bán giá 250.000 một chậu này thôi nhá. Em có 3 chậu. Và riêng dòng lan hài này em cũng đã thuần được 3 năm rồi. Hài này không đơn giản là chỗ nào cũng trồng sống và chỗ nào cũng có thể là trồng được loại lan hài. Nên là chính vì vậy là cô chú anh chị các bạn mua những cái chậu lan thuần này là một cái sự lựa chọn em phải nói là rất là tốt cho cô chú anh chị các bạn nhé. Đó, đây là lan hài nhé. Một dòng lan nữa em muốn giới thiệu với cô chú anh chị các bạn mà gia đình chúng em trồng cũng khá là nhiều. Và em xin giới thiệu đây là dòng lan hoa giáng hương nhé. Đây là dòng giáng hương nhé. Giáng hương là dòng đơn thân, nên là có loại thì sẽ rất là dễ trồng và có loại rất là khó trồng. Em xin giới thiệu đây là giáng hương tam bảo sắc. Và em bán theo hình, theo số. Số 1 em bán 350k. Và em sẽ nhờ bạn, một bạn quý ơi, nhờ một bạn về cầm từng giò lan lên, quay tròn cho khách hàng xem, để khách hàng chọn. Đấy. Rồi, em quay một vòng cho khách hàng xem. Giò này, giò số 1 em bán 350k nhé. Ok. Giò số 2 em cũng bán 350k này. Em hơi nhanh tay một chút. Quay nhanh một chút. 350k, quay nhanh một chút. Đấy. Ok rồi, xong giò số 2. Giò số 3. Giò số 3 là 400k. Giò này đẹp hơn một chút này và có mấy thân khá là đẹp này. Đấy. Giò này tất cả các hướng đều đẹp nhá. Cái ở trên em mưa nhiều nên là em vừa phun vôi, nên là nó đang hạn chế sự phát triển của cây một chút. Nên là cô chú anh chị các bạn xem kỹ nhá. Đấy, cây rất là khỏe. 400k cho giò số 3 này. Giò số 3 này. Giò số 4 300.000 đây này. Đấy. Em chúng em toàn ghép tròn hết nhá. Ghép vào chậu và ghép tròn hết. Đây. 300.000 cho giò số 4, em quay lần nữa đi. Đó. 300.000. Rồi, ok. Số 5 350k. Đấy. Giá cũng không phải là đắt lắm khi mà cô chú anh chị các bạn sở hữu những cái giò lan thuần như thế này, và cái bộ rễ rất là sung. Đây là dòng giáng hương nhé. Ngoài ra em còn có thêm giáng hương, em còn thường có thêm giò nữa kìa. Em nhấc luôn cái giò Vanda kia xuống để quay luôn. Đây là một dòng giáng hương nữa này. Đây cái. Đây là hai giò Vanda. Em phải cầm như thế này mới đẹp này. Bởi vì nó mới khoe được hết cái độ đẹp của nó. Đó. Đây là cái giò Vanda nhé. Đây mọi người xem. Giò này em thuần được 4 năm rồi. Đây ạ. Cô chú anh chị các bạn xem cái bộ rễ của nó. Đây. Giò Vanda này em bán 400.000 nhé. 2 thân. 2 thân. Và mỗi thân dài 40cm nhé. Cái này thì trong quá trình chúng em trồng và chúng em ấy nó bị táp lá một tí đây. Em bán 400.000 cho cái 2 thân này nhé. Cái bộ rễ cực kỳ đẹp luôn ạ. Đấy. Treo lên. Ok. Giò Vanda tiếp theo em cũng bán giá 400.000 này. Giò này có 1, 2, 3, 4 thân. Nhưng mà thân nó ngắn hơn nhé. Và một thân mẹ này nó bị gãy mất rồi này. Hỏng mất rồi này. Và nó sẽ đang mọc rất là nhiều cây con lên. 4 cây con. Đấy, 4 cây con. Và có 3 thân lá xếp cực đẹp thì em cũng chỉ bán 400k thôi. Đấy. Ô, em ơi. Quay hai cái thân đẹp đẹp kia để cho khách xem. Đó. Em xin phép được quay dọc cho mọi người xem nhé.
Đây. Đó, 400.000 nhá. Em bán 400.000 một giò Vanda này. Đây giò bên trên cũng thế này. Ok rồi, em hãy treo lên đi. Rồi. Hai giò Vanda của chúng ta đây. Rất là đẹp. Đấy. Hai giò Vanda này rất là đẹp. Em bán 400.000 một giò. Và em giới thiệu với cô chú anh chị các bạn một giò dáng hương tam bảo sắc nữa. Giò này có 12 thân nhé. 12 thân. 12 thân giò này. Và giò này em chỉ bán 750k thôi nhé. Giò này em thuần 3 năm rồi. Đây. Thuần 3 năm này bộ rễ rất là khỏe ngoằng ngoằng luôn này. Em chỉ bán 750 nhé. Đấy cho cái giò này. Ok. Tiếp theo. Em xin phép được bán một giò phi điệp. Đây em xin phép được giới thiệu qua thêm một dòng lan, một chi lan nữa là chi Hoàng Thảo. Hoàng Thảo hôm nay em bán khá là nhiều giò nhé. Nhưng mà phi điệp chỉ có một giò duy nhất. Đây là phi điệp lùn Cao Bằng. Lùn cổ rụt Cao Bằng nhé. Giò này gồm có 16-17 thân. Tầm tầm đấy. Đấy, 17 thân nhé. Và giò này em bán 4.500.000. 4.500.000 cho 17 thân lùn này, nù này. Thân lù đốt ngắn cực kỳ đẹp nhé. Đấy. Thân lù đốt ngắn cực kỳ đẹp. Đây. 4.500.000 ạ. Và bộ rễ của nó đã bám một cái tổ quạ rất là khỏe này. Ở trên là cái phân dê. Đấy. Ok, 4.500.000 cho dê phi điệp lùn này. Tiếp theo em giới thiệu mọi người. Đây là giò hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc lẫn đùi gà. Hai loại lẫn nhau nhé. Và có tầm khoảng trên trùng mầm. Em chỉ bán 400.000 thôi nhé. Đấy, rất đẹp ạ, tròn rất là đẹp. Nó hơi ngược sáng một tí. Đấy, rồi. Em quay cho khách xem. 400k cho dê số 1 này. Ok. Dê số 2 là một dê thập hoa nhé. Là một dê thập hoa cực kỳ nhiều thân tơ. Đây. Là một dê thập hoa cực kỳ nhiều thân tơ. Đó, cô chú chị các bạn xem nhé. Dê này em bán 450k. 450k cho dê thập hoa số 2 này. Đấy. Rất đẹp ạ. Rất là đẹp ạ. Rất là đẹp. Đây. Rồi. Cuối cùng, bên này cũng một dê thập hoa nữa. Dê này em bán 300.000 dê số 3 nhé. Đây em đứng im ở một tư thế đi. Đấy, rồi. Đấy dê này cũng có tầm khoảng hơn chục ngọn. Và em chỉ bán 300.000 đây này. Đấy, 300.000 cho dê này. Cực kỳ đẹp. Và bộ rễ của nó đây. Đấy. Đó, cô chú anh chị các bạn xem nhé. Để im như thế, để im như thế. Đấy. 300.000 cho dê số 3 này ạ. Và đây có một cái dê kim điệp. Một cái giò kim điệp con này. Con này. Đây. Chẳng biết bán giá thế nào, em bán giao lưu với mọi người 150.000 nhé. 150.000 nhé. Đấy, cho một cái giò kim điệp thuần này. Cái rễ, bộ rễ của nó bám vào này, trắng tinh hết này. 150k cho dê kim điệp nở hoa Tết này. Giới thiệu với cô chú anh chị các bạn, đây là hai giò Hoàng Thảo Hạc Vĩ Bắc. À em xin lỗi, Hoàng Thảo Hạc Vĩ Lào. Hạc Vĩ Lào, bông của nó sai hơn Hạc Vĩ Bắc nhiều nhé. Đây, rất là đẹp đây. Quay đi các bạn. Quay tròn tròn đi. Đấy. Hai giò và giò bên tay phải của em sẽ bán giá là 800.000. Còn giò bên này em bán 1.100.000 nhé. Giò bên này em bán 1.1.000. Giò bên này em bán 800.000. Em cứ quay tròn cho mọi người xem hết đi. 1.100.000 cho cái giò này. Đấy. 800.000 cho cái giò này. Đấy. Ghép tròn rất là đẹp ạ. Và riêng Hoàng Thảo Hạc Vĩ này em đã ghép thuần được 2 năm rồi ạ. Đấy. 800.000 với lại 1.100.000. Ok. Xong rồi đấy ạ. Tiếp theo, em xin giới thiệu một dòng Hoàng Thảo nữa là Hoàng Thảo Long Tu Xuân. Long Tu này Long Tu nở Tết nhé cô chú anh chị các bạn nhé. Em sẽ bán theo hình. Số 1 250k. Đây. Cô chú anh chị các bạn xem nhé, 250k. Số 1 250.
Ok. Số 2 280.000. Số 2 đây nhé, 280k. Số 3, số 3 cũng 280k. Đây, những giò nó vừa phải, nó rất là đẹp. Mà giò, những giò như thế này cô chú anh chị các bạn, năm nay mang về mà cho phân dê lên trên ý, thì em đảm bảo nó sẽ dài gấp đôi cái này. Đấy, 280k cho dê số 3 này. Ok. Số 4, số 4 này rất là ngắn. Thân của nó cũng khá là ngắn thôi nhé, ngắn củn thôi này. Em chỉ bán 200.000 cho dê số 4 này. Đấy, cái này thì em chỉ bán hàng giống sưu tầm thôi nhé. Thế là cô chú anh chị các bạn mang về muốn nó đẹp, muốn nó thân nó dài ra thì năm nay cô chú anh chị các bạn phải cho phân vào. Và tiếp theo giò số 5 em cũng bán 200.000 đây này. Chủ yếu là hàng giống nhé cô chú anh chị các bạn nhé. Đây, giống ghép thuần rồi. Thế mọi người mang về chỉ chơi và xem hoa và năm nay cho thêm phân vào nữa cho nó dài ra. 200.000 cho dê số 5. Trong này hoàng thảo chúng em còn rất là nhiều, giáng hương chúng em cũng còn nhiều. Hoàng thảo này em xin phép được giới thiệu ở trên này này. Có một dê kiều hồng này em bán 380.000 này. Đây, 380.000 cho cái dê số 1 này nhé. Đây là dê kiều hồng thứ hai, dê số 2. Ôi dê này đẹp quá. Giò này em bán 650.000 ạ. Đây ạ, 650k cho dê số 2 này. Nó có sự chênh lệch về giá cả và tuy nhiên là cái mã của nó cũng khá đẹp. Dê số 3 550. À đây, đây là mấy là dê số 1 này. Đây là dê số 1 550 này. Dê số 2 là 650 này. Dê số 3 là 380.000 này. Đây có 3 dê nhá. Dê số 1 là 550k này. Đây, đang có rất là nhiều thân tơ mọc lên nữa này cô chú anh chị các bạn này. Đấy, kiều hồng nhá. Xếp loạn hết, bây giờ chả biết quay cái nào là giáng hương, cái nào hoàng thảo. Hai giò kiều vàng, hai giò kiều vàng, hai giò kiều vàng, giò số, giò số 2 với giò số 3 nhé. Giò số 1 đâu, không có giò số 1 này. Giò số 2 em bán 500.000 này. Đây mọi người xem nhé, 500.000 cho dê này. Đấy, 500.000 dê kiều vàng này. Dê số 3 470.000. Đấy, riêng kiều vàng em đã thuần được gần 3 năm rồi nhé. Ăn tê xong là được 3 năm. Tiếp theo ở đây là những giò giáng hương đuôi cáo mà chúng em đã trồng thuần khoảng 8 tháng rồi. Đây bộ rễ này rất là khỏe đấy. Em bán có 4 hình nhé. Có 4 hình nhưng mà tuy nhiên 2 hình ngoài này em sẽ không đánh dấu. Không đánh dấu số. Không đánh dấu số bởi vì là giá em bán giống nhau. Đây, 4 giò này em bán 400.000 một giò này. Mỗi giò từ giò này rất là nhiều thân này. Giò này có khi phải đến chục thân này. Đấy, 400.000 một chậu này. 400.000 một chậu, tuy nhiên rằng là giò số 2 này chỉ có 3 chậu, 3 thân nhờ, 3 thân này là 3 thân là xếp nhé. Là xếp cực đẹp đây. Đấy. Số 2 400k. Số 1 400k, đây. Em xin phép được đặt tên cho nó luôn. Số 3 là nhiều thân nhất này. Đấy, 400k. Đấy. Số 4 này. 1 2 3 4 5 6 thân. 400k. Đó. Đấy. Toàn hàng là xếp rất đẹp nhé. Đây ạ. Mọi người xem đi ạ. Đấy. Ngoài này em có một cái giò giò hoàng phi hạc bé bé này. Giò này tin hin em xin phép được giao lưu là 200.000 đấy nhé. Đấy, dây hoàng phi hạc đây. 200.000. Cái địa lan hồng hoàng với lại ít đuôi cáo này. Khoảng hơn 1 cân đuôi cáo với lại hơn 1 cân địa lan hồng hoàng.
Cả tổng chỗ này em chỉ bán 300 nghìn nhé. 300 nghìn cho chỗ này. Địa lan Hồng Hoàng với giáng hương đuôi cáo. Hai cái combo này em bán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loại. 8 loại này em bán 350 một combo nhé. 350k một combo. Gồm có các loại lan ở shop chúng em hay bán ý. Đấy. Cũng có chị bên trên này. Bên trên này Tam Bảo Sắc này. Tam Bảo Sắc này, Hoàng Lạp này, Long Tu này. Hồng Hoàng này, đuôi cáo này, cẩm báo này, có mi trầm vụn. Bên dưới này, chuỗi ngọc, cẩm báo, vảy rồng, kiều vương, Tam Bảo Sắc, Long Tu với lại Hồng Hoàng. Đấy. 350.000 một combo. Cái địa lan Trần Mộng thì chúng em bán từ 2 đến 3 triệu một chậu. Ví dụ như hai chậu này, em nói giá luôn. Ví dụ như chậu này, chậu bên phía bên kia em bán 2 triệu này, chậu bên này em bán 2 triệu rưỡi. Đấy, nó to, có sự to bé chênh lệch nhau một chút ạ. Đấy. Rồi, ok rồi, em vừa mới giới thiệu xong với toàn thể cô chú anh chị các bạn rất là nhiều chi giống cũng như chủng loại hoa phong lan của shop Lan Rừng Cao Bằng, shop vườn lan Trung Mã Cao Bằng. Muốn gửi gắm những cái thông điệp đến toàn thể khách hàng thân yêu. Và chúng em chẳng biết nói gì hơn, ngày mới đến rồi. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người có một buổi sáng an lành, một ngày chủ nhật thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình ạ. Em xin phép được khép lại video bán hàng tại đây ạ.